Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội. Không khó để bắt gặp các vựa ve chai nằm ngay cạnh đường lớn hay những cơ sở thu gom phế liệu nằm xen lẫn khu dân cư. Trong căn nhà lụp sụp, thiếu ánh sáng, dây điện được mắc chằng chịt, xung quanh là hàng hóa chất ngổn ngang, bình cứu hỏa bị rò rỉ sét, vứt một góc không được để ý tới. Phương án phòng cháy chữa cháy không cô? Có chứ, đây này. Nào mình cũng có cái ấy. Nhưng mà chạy cái gì? Mình đến đâu mình bán mà, mình có để đâu. Theo như những người dân sống lâu năm tại đây, vựa phế liệu này thường xuyên để các loại hàng hóa dễ cháy cạnh bốt điện tràn ra vỉa hè. Không chỉ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn cho bản thân và hàng xóm xung quanh, việc thường xuyên đốt các loại vật liệu hóa học còn gây tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Cái nhà đồng nát bên kia thì thẳng nó bốt điện nên là nó toàn xốp đi lông cạnh bốt điện luôn, cũng chai lọ nó ở khi nó đổ đầy đường cũng dài mà chắc là bình thường là mua được các cái thùng phi mà có mùi hóa chất và chiêng đấy thì nó cũng ảnh hưởng, mua được cái điện thì nó đốt đúng không, đốt thì nó đầy đồng hay không khét, cái khét thì mình phải chấp nhận đóng cửa ban công đốt đêm. Nhóm phóng viên của chúng tôi tiếp tục tìm tới làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây được coi là một trong những làng ve chai lâu đời tại Hà Nội. Đa số các hộ làm nghề tái chế, thu gom đồ nhựa trong các công xưởng tạm bợ, mái tôn nằm sát nhau. Vì thế khi xảy ra cháy, rất dễ lan sang hộ liền kề. Kể từ năm 2017 đến nay, có tới khoảng 5 vụ cháy lớn đã xảy ra tại đây, gây thiệt hại về cả người và của. Tương tự như kho phế liệu ở huyện Thường Tín, tất cả các chủ hộ cơ sở ở đây đều trốn tránh, không trả lời câu hỏi liên quan tới việc an toàn phòng cháy chữa cháy, thậm chí là không cho ghi hình. Nếu mà để nhựa các thứ ngoài nắng thế này thì có sợ cháy không? Dạ, có sao cả, tại vì làm sao cho vào thay. Đừng quay vai của chị. À, đây là vai của chị à? Đây là vai của chị. Vai của chị là bên nào? Tất cả đây là vai của chị. Xuống đến tận góc đồng rồi chúng mày không tha cho chị. Mặc dù hàng năm cơ quan chức năng vẫn tuyên truyền, tập huấn cho các hộ làm nghề ở đây, nhưng người dân vẫn rất chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bình cứu hỏa được trang bị đầy đủ, nhưng người dân không biết cách cũng như không hề quan tâm đến việc sử dụng. Do đó, khi hỏa hoạn xảy ra, rất có thể họ không thể ứng phó kịp thời, gây thương vong cho người và tổn thất tài sản nghiêm trọng. Cái kiểu cái bình phòng cháy chữa cháy này thì có được hướng dẫn không ạ? Được hướng dẫn sử dụng không anh? Anh cái đấy chịu. Cái nhựa như là mình hay để ngoài trời thế này thì có sợ cháy không anh? Có ít mà, có để nhiều đâu. Một số công nhân làm thuê tại các cơ sở phế liệu này cho biết họ cũng rất lo lắng về vấn đề phòng chống cháy nổ ở đây, đặc biệt là trong mùa hè. Tuy nhiên, những người chủ của các cơ sở này lại chưa từng đề cập tới việc an toàn phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn lao động cho gần 100 nhân công đang làm việc tại đây. Các cô cũng biết sợ là cháy lan đấy. Mùa nóng thế này thì sợ cháy lan thì cũng phải chú ý vào dây điện các thứ không được. Chị ở đây là chưa có một biện pháp nào? Chưa nghe nói đi. Không có kiểu có bình phòng cháy chữa cháy hay là hàng hóa mình để ngoài nắng này thì mình có sợ cháy không? Sợ đấy. Dạ. Các bà công nghiệp này cũng nhiều rồi. Cũng sợ đấy. Dài lắm nó chảy. Cô cũng tưởng là ai hút thuốc trong như là cái dây điện nó chảy. Trước nhiều nguy cơ cháy nổ trong mùa hè, đặc biệt là ở các cơ sở thu gom phế liệu, chính quyền các địa phương cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch để triển khai tuyên truyền phòng chống cháy nổ. Ủy ban xã Tân Triều cũng căn cứ theo kế hoạch xây dựng kế hoạch số 86. Trong kế hoạch 86, Ủy ban xã Tân Triều cũng đưa ra những cái biện pháp cụ thể nhất định, ví dụ như là mở những cái lớp tuyên truyền đối với những cái hộ kinh doanh dễ gây cháy nổ và những cái cơ sở mà nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất. Đồng thời là cũng thành lập các tổ liên gia, trong đó có các mô hình về tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tập thể chung cư an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng thường xuyên đi tuyên truyền nhắc nhở cũng như là phát tờ rơi đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn để làm sao mà mọi người dân đều nhận thức rõ ràng
cái việc phòng chống cháy nổ là một trong những việc cấp thiết trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, để có thể thực hiện những kế hoạch này, cần có sự chung tay của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các chủ cơ sở kinh doanh. Các cái cơ sở kinh doanh phế liệu hiện nay đều là các cái khu vực lán tạm và để các cái khu vực đất trống ở rải rác trên khắp các địa bàn các phường. Trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay thì cái vấn đề nguy cơ cháy nổ ở các cơ sở thu mua phế liệu là rất lớn. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức rà soát và yêu cầu ủy ban các phường tổng rà soát kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở này chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng cháy. Đó là vấn đề là bố trí sắp xếp khu vực các cái phế liệu phải được phân loại, tránh tình trạng vấn đề khi thu gom mua phế liệu không phân biệt được các loại vật liệu nguy hiểm cháy nổ cao và vật liệu thông thường. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, thì các chủ cơ sở kinh doanh phế liệu cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và các biện pháp ngăn cháy, chống cháy lan. Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không để hàng hóa, vật dụng trên lối thoát nạn, gần nơi đun nấu, thờ cúng, sát đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay các sai phạm thiếu sót của hệ thống điện. Các thiết bị bảo vệ, hệ thống dây dẫn, ổ cắm điện phải đảm bảo chất lượng, không để xảy ra quá tải, gây cháy. Bố trí lực lượng tại chỗ thường trực, bảo vệ trông coi để kịp thời khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Trang bị các thiết bị chữa cháy nhằm chủ động kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ lúc ban đầu, không để cháy lan và cháy lớn.